có cái khu này nữa. Jenny đi thám thính đi khắp khu nhà Jenny, có cái chỗ này nè, có cái sân chơi này nữa. Đã không? Trò chơi gì cũng biết lộ. Alo. Đó. Wow. Dữ dội ạ. À. Mấy cái quỷ này mình không dám chơi. Chắc chưa tới giờ, chắc tối. Sẽ thích mấy cái chút kìa. Yeah. Rồi đủ các sân, đủ các kiểu. Cái khu này nó mắc. Mắc cái nó là 1A, nó mắc muốn chết. Dễ thương chưa? Wow, buổi tối rất đẹp ạ. Còn để nè, phải rửa chân trước khi đi xuống chơi thể thao nha. Đó. Đây là các cái phòng vệ sinh thay đồ. Tủ để đồ nữa nè. Mình sẽ tự tìm. Chờ nửa tiếng nữa mấy cái đồ ăn nóng. Jenny muốn ăn đi. Em chim sẻ yêu không? Chim nè. Trời ơi, ngồi đây dễ thương quá trời luôn à. Wow. Đó, thế này Jenny mà rảnh là đây có thể đem đồ ra đây chơi ngắm. Trời ơi hay không? Chân mập mập chui á. Trời ơi mẹ chui quá thôi là tưởng không khỏe như trâu vậy. Jenny ăn kem rồi ngắm các bạn chơi. Thì phá bình nhỉ? Cái con mèo đẹp không? Trời ơi, trên lông nó rõ không? Trời ơi, giống như là con. Wow, you swim. Nhớ là con hổ. Der Mann ist der von hier, ne? Oder? Nein, das ist Ihr Mann! Ach so! Ah, cool! Dann, wow, wie! Das ist so wie ein, ne? Oh, das gab ich nicht. A Fahrradkommando. Ach so, die da, ja. Ja, ja. Oh, ja, schön. Wow. Aber große Auto. Ja, das Auto ist so groß, ne?
Cool. Nói chung là mỗi một quận này nó đều có những cái khu vui chơi của người ta, nhưng mà đó, khu này đi chơi như có vậy đó, dễ thương quá ha. Phải đi kiếm cái gì ăn nè, hôm nay giờ này sợ các bạn không có nè. Đó, đây là thùng rác nè. Ở đây có thể nướng đồ. Vậy nè. Shinny dọn nhà mệt quá. Không có mệt mà hơi căng thẳng một chút. Không có gì, không có mệt. Đó, mình sẽ ăn sườn nướng nè. Sườn kìa nướng ngon lắm. Món ăn quen thuộc của Shinny.